Dạ bác sĩ. Chào cả nhà. Tình trạng của bệnh nhân Lê Trung có tiến triển rất tốt. Về việc thay đổi phác đồ, mời mọi người đến văn phòng tôi để trao đổi kỹ hơn. Bộ đổi bác sĩ điều trị rồi hả bác? Không có đổi đâu. Chẳng qua là tới ca trực của tôi nên tôi lo trường hợp của bệnh nhân này thôi. Được rồi, mời mọi người theo tôi. Dạ, được rồi. Dạ mời. Người nhà đi bên này. Cảm ơn. Em chỉ có 10 phút rồi đó, tranh thủ nha. Em cảm ơn anh nhiều. Được rồi, nhanh lên em. Cả cũng tại em mà anh ra nông nỗi này. Em không xứng đáng được ở bên cạnh anh. Mọi người cho rằng em là sao chổi, bất kỳ ai tiếp xúc với em cũng đều sẽ gặp vận xui. Chắc là anh cũng không ngoại lệ đúng không? Từ trước cho tới bây giờ chưa có một ai thật lòng vì em tới như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ vì những vướng mắc trong quá khứ nên em mới không dám tới với anh. Nhưng mà từ lúc em biết là em có thể mất anh, em đã gạt bỏ hết tất cả để ở bên cạnh anh. Có lẽ em đã yêu anh thật rồi. Sao phòng bác sĩ xa quá vậy Tư? Dạ. Bác sĩ, sao nãy giờ á tôi thấy bác sĩ vẫn đi vòng vòng hoài hà? Mà bà tôi đi nhiều á là bà tôi mệt rồi kìa bác sĩ. Với lại tôi thấy con đường này nó không giống như con đường dẫn tới phòng bác sĩ điều trị cho thằng Trung. Có nhầm lẫn gì ở đây không bác sĩ? Đúng rồi. Tại bên kia có ca mổ đông người lắm nên mới phải đi đường này cho nó thoáng. Tôi thấy hình như nó không giống lắm. Bộ bác sĩ không nhớ đường về phòng của mình sao? Sao đi vòng vòng hoài vậy? Mọi người sao vậy? Tôi nói tôi là bác sĩ mà sao mọi người không tin tôi? Đường bên đó đi không được, đi bên này cho nó thoáng. Rớt đầu rồi kìa. Đây để tôi lụm cho. Cái gì vậy? Ủa bác sĩ, sao hồ sơ bệnh án gì mà toàn là hình rau củ không vậy bác sĩ? Thì cậu là ai? Hả? Cậu là ai mà dắt chúng tôi đi vòng vòng vậy? Cậu có ý đồ gì? Bảo vệ đâu? Bảo vệ? Bảo vệ đâu? Bảo vệ ơi! Bảo vệ đâu? Bảo vệ! Bà ơi bà, giờ sao bà? Từ, bình tĩnh lại. Dạ. Mình đã bị lừa rồi. Dắt tôi về phòng thằng Trung ngay. Đi. Đi, 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 đi bà ơi. Đi. Bà ơi bà đi chậm thôi bà ơi. Từ từ thôi bà. Bác sao vậy bác? Ai trong phòng? Dạ. Nói ngay. Dạ dạ. Nếu con không nói dạ không ai đó. Dạ tránh ra. Dạ bác ơi. Đúng rồi bác. Thì ra là cô. Tôi biết ngay là cô mà. Cô làm ơn buông tha cho gia đình tôi được không? Nó đã vì cô mà tan nát không còn gì. Con gái tôi thì chết, tôi thì tàn phế,
Thằng Trung không biết sẽ sống chết ra sao. Cô vừa lòng cô chưa? Thật lòng, cô chỉ muốn ghé thăm anh Trung một chút thôi. Kể từ nay về sau, tôi yêu cầu cô đừng có quyến rũ thằng Trung nữa. Hãy để cho gia đình tôi được yên. Cô đi đi. Bà, đi. Bà ơi, bình tĩnh đi bà. Tại em lố 10 phút chứ bộ. Mẹ, đừng vậy mà. Bà, cậu Trung tỉnh rồi kìa bà. Trung, Trung, cậu tỉnh rồi hả Trung? Đừng có gì co và gây gỗ mà. Cậu tỉnh rồi. Hồ sơ nè. Đây. Mà công ty dạo này yên ắng hẳn, có khi nào giải tán không ta? Tôi thấy khả năng là cao lắm nha bà. Chủ tịch thì bị người ta đâm nằm viện, không biết là có tỉnh lại hay chưa nữa. Còn mẹ của chủ tịch không biết chuyện công ty từ lâu rồi. Nghe ly kỳ còn hơn phim truyền hình ha. Ừ. Tôi nghe sợ thiệt á. Ừ, sợ cũng thiệt. Cũng lạ ha. Ừ. Giám đốc marketing dạo này không thấy đâu. Gọi điện hay là nhắn tin cũng không được. Bởi vậy tôi mới nói là giải tán đó. Ừ. Chứ mấy đứa ở phòng kinh doanh nó cũng xin nghỉ hết rồi. Trời ơi, mấy bữa nay có gì đâu mà làm. Ai nói không có gì để làm? Về làm báo cáo nộp gấp cho tôi. Còn nữa, dạ, chuyện của chủ tịch, khi chưa có thông tin xác thực từ chủ tịch, tôi cấm. Có những cái tin đồn thất thiệt về chủ tịch, tôi xin xác nhận một lần nữa. Chủ tịch đang đi du lịch cùng với gia đình, sẽ về trong nay mai. Chuyện hồ sơ giấy tờ do tôi phụ trách, rõ chưa? Dạ, dạ, em xin lỗi ạ. Làm việc đi. Em xin phép ạ. Dạ. Làm không lo làm, tụm năm tụm ba lại nhiều chuyện. Hồ sơ gì mà chất cao như núi, chừng nào mới giải quyết xong không biết. Có thiệt là chủ tịch đi du lịch với gia đình không? Chủ tịch chưa khỏe mà sao đi du lịch được ta? Thì đó. Vậy là hắn ta đã qua cơn nguy kịch rồi. Mình phải hành động thật nhanh, không thôi là không kịp. Cuối cùng thì trời Phật cũng đang nghe lời cầu nguyện của mẹ. Mẹ tưởng phải mất con như đã từng mất em con rồi. Thầy Bói nói rồi, con sống dài lắm, sống tới 100 tuổi lận. Mẹ đừng có lo quá. Mấy cái vết thương này sao mà làm khó con được mẹ. Tới giờ này mà con còn đùa giỡn được sao? Trung à, mẹ chỉ còn có mình con thôi đó. Con làm sao coi được thì làm. Đừng bao giờ để cho bà già này phải lo sợ nữa nghe con. Mẹ à, mẹ còn giận Hàn không? Mẹ không giận, mà mẹ cũng không muốn liên quan tới cô ta nữa. Trước đây mẹ yêu quý Hàn nhất mà mẹ. Đúng rồi, nhưng đó là lúc mẹ chưa biết nó là người đụng chết em con. Con hiểu mẹ, bởi vì trước đây con cũng đã từng ghét Hàn nhiều hơn mẹ ngay bây giờ nữa. Con đã từng hành hạ cổ, sống không bằng chết.